và được Phật tiếp dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hy vọng khi nghe qua câu chuyện này giúp con phát khởi tín tâm. Con xin cảm ơn sư phụ. Đây là câu chuyện xảy ra tại quê nhà của sư phụ. Lúc sư phụ còn nhỏ, lúc ấy cũng vào mùa đông như thế này, ở Quyền Tử Đồng, tỉnh Tứ Xuyên, có một cặp vợ chồng sống tại thị trấn Tử Cường. Vợ chồng kết hôn đã nhiều năm mà không có con. Cặp vợ chồng này sinh sống bằng nghề bán rau cải. Nghịch duyên. Mua cải đi, mua cải đi, cải tươi mới đây. Bao nhiêu tiền một cân vậy? 4 hào. Mua đi. Cải trắng tươi lắm đây. Mua đi. Qua đây coi đi, coi đi. Lớp phu nhân coi kìa. Lớp phu nhân, hôm nay chúng ta mua cái gì đây? Lớp phu nhân, chào bà. Chào bà. Chào bà chủ Thái. Lớp phu nhân, bà cái sáo quá. Tôi từ lâu đã nói với phu nhân, đừng có kêu tôi là ông chủ. Có tôi là anh Thái hay anh Quý là được rồi. Đúng vậy, lão phu nhân. Chúng tôi là người làm ăn buôn bán nhỏ. Bà đừng gọi ông bà chủ, chúng tôi cảm thấy ái ngại lắm đó. Xin bà gọi tôi là Liên Hương được rồi. Buôn bán nhỏ cũng là buôn bán mà. Chúng tôi gọi ông bà chủ có gì quá đáng lắm đâu. Được, được, tôi sẽ gọi cô là Liên Hương. Coi kìa, lão phu nhân cái sáo quá. Nếu như không phải phu nhân thường xuyên qua là giúp đỡ, thì việc làm ăn buôn bán nhỏ của tôi làm sao phát triển như ngày nay được. Coi anh nói kìa, chứ không phải như vậy sao? Phu nhân là người thành tâm niệm Phật, thật là khó gặp được. Tất cả những người lớn nhỏ trong nhà đều ăn chay, để thường xuyên đem vật thực đến các chùa cúng dường cho sư phụ và chư tăng. Thật là cho người ta ngưỡng mộ đó. Đâu có, đâu có. Xem hai vợ chồng kìa, chồng nói một câu, vợ nói một câu, chồng đàn, vợ hát, đó mới làm cho người ta ngưỡng mộ thêm. Lão phu nhân, ta không giấu gì phu nhân, con gà mái nhà tôi gì cũng tốt, có điều là chẳng biết đẻ trứng. Cái anh này, phu nhân xem nè, cô ấy dữ không? Theo anh nghĩ, em nên học theo lão phu nhân, ăn chay, chí thành lễ Phật tu tâm đi. Tôi là người nhà quê, nếu tôi có học cách nào đi nữa, cũng làm sao bằng được lão phu nhân. Tôi nói cho cô chủ nghe, ăn chay niệm Phật không có phân biệt giàu nghèo đâu, chỉ cần có lòng thành thì mọi người ai cũng tu được hết. Có thể hóa giải các tai ách, tiêu các chướng nạn, còn đem lại thọ mạng lâu dài. Thật sao? Thật đó, niệm Phật thật sự có nhiều lợi ích lắm. Một hai câu thì không nói hết được đâu, nếu có cơ hội tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết. Dạ dạ. Được rồi, được rồi. Hôm nay chúng tôi làm phiền và tốn thời gian phu nhân nhiều quá. Đúng rồi, thật là ngại quá. Lão phu nhân, hôm nay bà mua thứ gì vậy? À, hôm nay cho tôi mỗi thứ một ít đi. Tôi đi đây. Lão phu nhân, đi cẩn thận nha. Mua đi. Cải trắng tươi lắm đây. Chào cô Thái. Chào cô Xuân Mai. Thật là trùng hợp, cô đến đây thắp nhang à? Dạ. Cô cũng đến lễ Phật sao? Tôi à? Không phải, tôi đưa lão phu nhân đến đây nghe lão pháp sư thuyết pháp thôi. Nghe pháp sư thuyết pháp à? Dạ. Ở đâu vậy? Ở bên kia đó. Kìa, để tôi dẫn cô qua xem nha. Ở chỗ đó đó, cô thấy chưa? Đời người vô thường, câu nói của Phật thật thấu triệt. Phật dạy mạng sống con người chỉ trong một hơi thở. Một hơi thở ra mà chẳng hít vào thì đã lìa trần. Khi chết rồi không có mang theo bất cứ vật gì được, chỉ có mang theo nghiệp mà thôi. Vợ chồng yêu thương nồng ấm, từ đây như âm dương cách biệt. Đời người sống trên cõi đời này như huyền ảo, như điện chớp. Một cái chớp mắt thì dục trôi qua. Sau nhân lúc chưa già còn trẻ khỏe mạnh, không có bệnh cổ, buông bỏ việc thế sự. Có thời gian một ngày thì niệm Phật một ngày, còn thời gian nào rảnh rỗi thì tu tịnh nghiệp ngay lúc đó. Do họ tích chứa công đức niệm Phật, nên khi lúc lâm chung được giảng sanh về tịnh độ. Được thế vì họ đã chuẩn bị đầy đủ, nên con đường giảng sanh rất dễ dàng. Huống nữa là Đức Phật A-di-đà còn phát 48 lời đại nguyện. Mỗi nguyện đều vì muốn cứu độ tất cả những chúng sanh bị phiền não, vô minh sinh tử trói buộc. Bất luận là hiền thánh hay phàm phu sang nghèo,
kể cả các chúng sanh trong ba đường ác đều có thể nương vào bổn nguyện và lòng từ bi của Phật A Di Đà mà được đới nghiệp giảng sanh. Đây là một sự thật không thể chối cãi được. Sự thật có nhiều người khi lâm chung được giảng sanh tự tại, điều này không thể nghi ngờ được. Việc niệm Phật giảng sanh lợi ích vô cùng rộng, thật khó nghĩ bàn. Trừ khi đạt đến quả vị Phật, nếu không thì khó có hiểu được thấu đáo. Nên biết người niệm Phật sẽ được tiêu trừ tái ách, thọ mạng lâu dài. Rút lâm chung được giảng sanh về tịnh độ, chứng được quả vô sanh rút ráo thành Phật. Hôm nay tôi lãnh ngộ và hiểu được công đức ăn chay niệm Phật, cũng là nhờ phước của lão phu nhân. Đâu có, đâu có. Đó là phước của chính cô thôi. Cũng do chúng ta có duyên. Nếu không như vậy, làm sao có thể cùng chung nghe được Phật Pháp chứ? Hy vọng từ đây chúng ta cùng nhau tu trì. Nhưng mà tôi chưa từng đi học, không có biết chữ, làm sao hiểu được kinh Phật? Không có sao đâu. Tu trì có nhiều cách lắm. Cô có thể bắt đầu tu trì từ ăn chay niệm Phật. Ăn chay á là để tu thân, niệm danh hiệu Phật là tu tâm. Nếu tu cả thân và tâm cho tốt thì sẽ có được hạnh phúc rất lớn, tăng trưởng trí tuệ. Đến một ngày nào đó sẽ thoát khỏi khổ đau, được giảng sanh tịnh độ. Tuy rằng tôi cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng mà tôi tin tưởng một điều là chỉ ăn chay và thành tâm niệm Phật thì đến một ngày nào đó sẽ được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, có đúng không? Đúng rồi cô Thái à. Cô là người hiểu ra đạo lý này hơn so với một số người khác rồi đó. Thật là hiếm có, thật khó được. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta cùng nhau phát nguyện giảng sanh về tịnh độ. Thiên Quý, anh ở nhà hả? Em cứ tưởng anh không có ở nhà chứ. Sao? Em không thích anh ở nhà. Em cười cái gì? Anh đừng có lo, em có chuyện vui muốn nói cho anh nghe nè. Chuyện vui? Hay gì em cười tới hiếp mắt luôn. Không phải em lượm được vàng bạc châu báu trên đường chứ? Không phải, không phải. Nhưng mà thứ em có được còn quý hơn lượm được vàng bạc châu báu nữa đó. Trừ chuyện vàng bạc của quý, còn những thứ khác tôi đều không hứng thú nghe. Nhưng mà việc này liên quan đến em thì sao? Em có chuyện vui à? Sí, đã nhiều năm rồi, đã có thì có sớm rồi. Chuyện này không phải, chuyện kia không phải. Chuyện vui từ đâu có? Hôm nay đến chùa, nghe lời khuyên của người ta, thường ngày ăn chay, thành tâm niệm Phật thì có thể đến được một nơi gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương? Cái gì? Chuyện này mà nói là chuyện vui à? Không phải sao? Bị khùng rồi. Thiên Quý à, đây là chuyện rất vui, rất quý và khó gặp được. Hơi đợi chút, đợi chút. Cái gì mà chúng ta? Cái gì mà ăn chay? Em đừng nói với anh lung tung nữa. Anh chỉ muốn phát tài, ở nhà thật lớn, để còn phải ăn hết những món sơn hào hải vị có trên đời này. Bảo tôi ăn chay, em bị khùng rồi sao? Không phải anh tán thành việc em ăn chay niệm Phật sao? Có khi nào tôi nói qua việc này đâu. Ở trước mặt phu nhân đó. Chẳng phải anh muốn em giống như phu nhân, học ăn chay niệm Phật, tu tâm đó sao? Những lời anh nói em nhớ rất rõ ràng. Đó là lời nói xã giao. Chúng ta chỉ là người bán rau, đương nhiên chỉ muốn càng nhiều người ăn chay để cho mình càng bán đắt hay sao? Nếu như vậy mà em cũng không hiểu nữa. Vậy thì coi như em hiểu lầm đi. Nhưng mà thử ăn chay niệm Phật một chút cũng đâu có trở ngại gì. Anh nói cho em biết, người ta ăn cái thứ gì anh không biết. Nhưng nhà chúng ta cần phải ăn thịt, nếu không anh sẽ không còn ưng em nữa đâu. Thôi thôi, anh không ăn được thì thôi. Nhưng em đã quyết định là ăn chay rồi. Không được. Em là vợ của tôi thì phải nghe lời của tôi. Đừng có giống như một số người khác nghe theo lời mê tín. Có ai lên Tây Phương chưa? Có ai thấy Phật chưa? Em đó, em cẩn thận có chuyện bị bắt lừa đó. Hơn nữa, nhà mình hai vợ chồng một cái bếp ăn chung một cái nồi. Nếu em ăn chay, chúng ta chẳng phải chia ra nấu thành hai nồi hay sao? Thiệt là phiền phức. Anh yên tâm đi, em biết làm như thế nào rồi mà. Không ảnh hưởng đến anh đâu. Tôi nói cho cô nghe, dù sao tôi cũng phải ăn thịt. Cô là vợ của tôi thì phải nấu thịt cho tôi ăn. Thiên Quý, tôi nhắc lại lần cuối, tôi phải ăn thịt. Thiên Quý, đây trà đây.
Sao? Giờ anh bắt anh ăn chay niệm Phật à? Cái gì? Bà xã muốn ăn chay? Tốt đấy, anh Thái à, như vậy là có thể tiết kiệm được nhiều tiền rồi. Thì đi, việc này không có liên quan gì tới anh, ở đây anh nói lung tung à? Cũng chưa hẳn như vậy đâu, nhưng bà ấy hình như rất thật lòng. Đang tự nhiên như thế mà ăn chay cái gì? Thế mới nói là mê tín. Bà nói cái gì? Ăn chay niệm Phật thì được, được lên thiên đường gì đó. Không đúng, không đúng, là lên Tây Thiên. Trời ơi, dù sao cũng có ý là sau khi chết có thể làm thần tiên gì đó. Chuyện này tôi cũng có nghe nói qua rồi. Vợ của tôi, con người của bà ấy chỉ vì quá thật thà, lại không được học hành gì, là người nhà quê, nên dễ bị lừa đó thôi. Theo tôi không khéo đây là chuyện trúng tà nữa đó. Không phải vậy chứ? Thế tôi thấy thì cô ấy ăn chay như thế có gì không tốt đâu. Ở trong thành phố cũng có rất nhiều người ăn chay mà. Trời ơi, tôi nói anh không chịu suy nghĩ thì có. Ăn chay là món ăn thưởng thức của những người có tiền. Họ ăn quen nhiều món sơn hào hải vị nên muốn đổi khẩu vị. Có người thì đã ăn quá nhiều, người quá mập, sợ sau khi chết chẳng thể bay lên trời được, cho nên mới ăn các thứ rau xanh, đậu hũ cái gì đó để nhẹ nhàng thoải mái, dễ lên trời hơn. Có chuyện này thật sao? Ông Thái, mặc kệ hắn đi, chúng ta nói lại chuyện chính. Anh là người chủ trong nhà, ngay lúc này chính là lúc phải thể hiện quan niệm của một người chồng. Nói không được ăn chay thì không được ăn. Nếu cô ta dám trái lời thì anh thôi với cô ta đi. Sao ông Thái, anh muốn bỏ vợ ư? Bỏ vợ thì là dư tiền nhiều đấy. Mày làm vậy không được hay lắm. Vì việc này mà thôi vợ. Nhưng Liên Hương và tôi sống với nhau nhiều năm rồi. Cô ta rất siêng năng và cũng rất chịu khó. Vì tôi chỉ không muốn cô ấy quá mê tín, cho nên mới nghĩ cách cản ngăn thôi. Đúng rồi, bà Thái sống ở trong làng nổi tiếng là người hiền hậu. Hơn nữa, nói cho đúng, ăn chay cũng đâu phải là một tội lỗi gì đâu. Anh bảo người ta bỏ vợ là việc quá đáng rồi đó. Nè, tôi chẳng qua đó chơi thôi mà. Anh Thái, anh đừng xem đó là thật. Bỏ qua, bỏ qua. Ai chẳng biết anh là người lẻ mép, lưỡi không xương, muốn nói gì lại nói. Hôm nay đến tìm anh cũng vì biết anh có nhiều mưu lược. Nghĩ cách nào giúp tôi đi, nghĩ cách nào giúp tôi. Nghĩ chuyện phá hoại thì tôi là sành nhất đây rồi. Nhưng có điều, bây giờ bụng tôi đang đói đây, làm sao mà nghĩ ra cái sách được. Được, tiểu nhị qua đây. Đến ngay, đến ngay. Về lên, muốn ăn món gì? Có món gì ăn ngon không? Hãy đem ra đây. Có, để tôi mang tới ngay. Bà Thái, bà Thái, bà làm sao vậy? Phu nhân, là bà hả? Phu nhân đến mua sao hả? Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Hãy nói cho tôi biết đi. Hôm đó, sau khi tôi nghe Pháp Sư thuyết pháp và lời dạy của phu nhân, tôi đã quyết định thành tâm ăn chay niệm Phật. Vậy thì tốt quá. Ai ngờ chồng tôi chẳng những phản đối, lại còn có ý phá hoại nữa. Có chuyện như vậy sao? Thiên Quý, mau qua đây ăn cơm. Mau ăn cơm đi. Anh làm cái gì vậy? Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay bở heo thơm thật. Nè, em ăn thử một miếng đi. Thiên Quý, anh thật quá đáng. Trời ơi, Liên Hương, thử ăn một miếng có căn hệ gì đâu. Hôm nay không ăn chay được thì có sao đâu. Ngày mai chúng ta ăn chay tiếp là được rồi. Lại đây, lại đây. Nghe lời đi mà. Bở heo này đặc biệt thơm ngon. Em ăn thử một miếng đi. Nè, 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 nè. Thử một miếng đi. Thử một miếng thôi.
Anh không có gạt em đâu. Anh không có gạt em phải không? Có ngon không? Thế thì đúng rồi. Lại đây ăn thêm một miếng thịt, ăn thêm một miếng cá nữa nè. Anh thật là quá đáng. Anh có gạt em đâu. Ngon lắm mà. Em xem. Thiên Hương, em lấy cho anh ly nước đi. Em để ở đây nha. Để đi được rồi. Tiên quý, tại sao anh làm như vậy chứ? Không ăn thì cũng đã ăn rồi, nói làm gì nữa. Hey, dù sao mỗi ngày em đều làm thịt cho anh ăn, như thế cũng đâu thể lên Tây Phương được. Nói cho em biết nghe, những người như anh mỗi ngày cũng ăn thịt thì đâu có tội gì. Còn như em, mỗi ngày làm thịt cho anh ăn mới có tội, đúng không? Ăn đi, ăn đi, đừng có nghĩ nhiều quá làm gì. Người ta thường nói mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Giữa cô và chồng cô, nếu quả thật chỉ vì chuyện ăn chay mà trong lòng hai người tràn đầy oán hận, làm tổn thương đến tình cảm nhau, thì không có hay ho gì đâu. Thay vì làm tổn thương tình cảm thì hãy bỏ đi, đừng có ăn chay nữa. Buông bỏ, ý của phu nhân là vì chồng của cô không cho cô ăn chay, cô nên chiều theo anh ấy. Anh ta không đồng ý cho cô niệm Phật, cô cũng có thể niệm thầm ở trong lòng cũng được. Sáng cũng niệm, chiều cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm. Chỉ cần trong lòng có Phật, một lòng hướng thiện, không làm những việc tổn hại đến ai, đừng nghĩ ngợi đến điều ác, thành tâm được như vậy thì cũng linh nghiệm lắm rồi. Đến đây mua cải đi. Rau tươi đây, mua rau đi, tươi mua đây, đi. Mua đi, mua đi, cam tươi đây, cam đây. Anh Thái, hôm nay cam của anh lớn khác thường nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Liên Hương, em bị bệnh à? Đâu có. Không có, sao đứng lẩm bẩm gì thế? Em hả? À, chiều nay anh muốn ăn gì? Em sẽ đi mua cho anh ăn. Vậy thì đi mua một cân thịt quay đi. Dạ, em đi mua ngay bây giờ. Anh coi chừng hàng cho em nha. Liên Hương, đừng quên mua thêm cho anh một bình rượu đó. Dạ. Chị à, đến đây mua rau đi, rau tươi lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Một đồng một cân. Nam mô A Di Đà Phật. Ăn cơm đi, còn hút thuốc nữa. Hả? Rượu em cũng hâm nóng rồi nè. Thức ăn của em đâu? Thì chỉ có những món này thôi. Em không ăn chay nữa hả? Vậy thì tốt rồi. Hai vợ chồng chúng ta sống chung với nhau với những ngày hạnh phúc. Vậy em ăn chay làm gì? Làm cho anh và em giống như là kẻ thù vậy. Đi, thêm một miếng nha. Vợ yêu quý của anh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam
Nam mô A Di Đà Phật. Anh về rồi hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lý Hương, làm cái này giùm tôi. Nhanh lên, tôi đói lắm rồi. Con cá này sao đem để ở đây được? Lão Diêm, số cá này của ông phải không? Đúng rồi, thu hoạch cũng nhiều lắm phải không? Số cá này còn sống, chưa có chết mà. Ê, cá tươi ăn mới ngon chứ, mới bán được giá cao. Nhưng mà, anh có thấy làm như vậy là tàn nhẫn lắm không? Tàn nhẫn, không có cái ăn mới tàn nhẫn thôi. Trời ơi, anh làm điều này thật là không nên. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô tội nghiệp cho mấy con cá, sao cô không tội nghiệp cho tôi chứ? Một ngày không ăn một cá thì không có cơm ăn. Nếu đúng cô là người tốt thì cô mua hết số cá này giúp tôi đi. Được rồi, tôi mua. Cảm ơn nha. Đúng là có bệnh. Có bệnh rồi. Để uống miếng nước đi. Anh Thái, có chuyện gì?
là chuyện của vợ anh đó. Chuyện gì mà liên quan tới vợ tôi? Giữa anh và vợ tôi có việc gì à? Anh đừng có hiểu lầm, tôi và vợ anh không có gì hết. Chẳng qua hôm nay cô ấy mua hết cá của tôi. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó cô ta đem cá thả hết xuống sông. Anh thả vợ anh hả? Đi, việc này quan hệ gì tới mày chứ? Thật lắm chuyện. Quả thật là quá qua được. Cô ta để chủ tôi không được quả báo tốt nữa. Thật tức chết đi được. Tôi tưởng việc cô ta ăn chay bị tôi ngăn cản được rồi. Ai ngờ cô ấy lại còn một chiêu này nữa. Chiêu gì? Niệm Phật. Sáng cũng niệm Phật, tối cũng niệm Phật, buôn bán cũng niệm, nấu cơm cũng niệm, ngay cả lúc đi ngủ cô ta cũng niệm luôn. Anh nói có quá đáng không đó? Sự thật là như thế nên mới làm cho tôi phiền não. Có phải anh muốn cản trở luôn cả không cho cô ta niệm Phật nữa phải không? Nói đúng lắm. Chuyện này dễ thôi. Anh nên bỏ hết những đồ niệm Phật của cô ta là xong chứ sao? Anh tưởng tôi chưa nghĩ tới việc này à? Nhưng không thể thực hiện được. Anh nghĩ xem, cái niệm Phật này lúc nào nơi nào cô ta cũng niệm được. Nói cũng đúng. Cho nên tôi mới vội vã tới tìm anh đây. Nhờ anh suy nghĩ giúp tôi. Chuyện này... Tiểu Nhị, dạ có đây. Ra rồi. Giờ anh ăn chay niệm Phật là việc phước thiện. Mục đích không ngoài gì khác là muốn lên Tây Phương đó thôi. Anh chỉ cần để cô ta làm nhiều việc ác, tạo nhiều tội lỗi. Như thế cô ta còn tâm trí nào niệm Phật nữa. Đúng rồi. Để cô ta làm việc ác, vậy thì cô ta sẽ không thể làm người thiện. Nếu không làm được người thiện, thì cô ta không đủ tư cách để niệm Phật nữa. Tuyệt. Thật là tuyệt. Vậy tôi phải dùng cách gì để cô ta làm việc ác đây? Ông muốn giết người sao? Đi chỗ khác chơi. Tôi chưa từng làm việc này bao giờ. Tôi e rằng một lần thì lạ, hai lần thì sẽ quen thôi. Việc nhỏ đó có gì khó đối với anh đâu. Phương pháp của lão Diêm tuy rằng rất tuyệt, nhưng muốn chắc chắn không sai sót thì ta phải đi hỏi lại cho kỹ. Được, ta sẽ làm như vậy. Tiểu Hòa Thượng, A Di Đà Phật. Thí chủ có chuyện gì? Tiểu Hòa Thượng, sư phụ của thầy có nhà không? Xin lỗi thí chủ, sư phụ tôi đi ra ngoài rồi. Ông tìm sư phụ tôi có việc gì không? Sao trùng hợp thế? Mà thôi. Sư phụ đi rồi, có thể hỏi đệ tử cũng được mà. Vậy lại tất cả người xuất gia đều hiểu điều đó. Đúng rồi. Tiểu Hòa Thượng lại đây, tôi hỏi thầy vậy nha. Nếu như có người làm việc lỗi lầm, cho dù ăn chay niệm Phật tới đâu, sau khi chết không thể nào lên được Tây Phương, có đúng như vậy không? Cũng chưa hẳn như vậy. Trong kinh Phật có nói, nếu như chúng sanh gây tạo các loại tội ác, trước khi lâm chung thành tâm cần thiết sám hối niệm Phật, thì cũng có thể giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Đã làm những việc lỗi lầm chỉ niệm mấy câu Phật hiệu mà có thể lên trời được ư? Thầy suy nghĩ cũng chưa chịu suy nghĩ liền trả lời vậy à? Rõ ràng là thầy nói dối. Đó là điều sự thật 100%. Anh có thể không tin tôi, nhưng không thể không tin lời Phật nói. Thôi được rồi. Đâu có chuyện dễ dàng như thế chứ. Tôi thấy thầy tuổi còn nhỏ, chắc làm thầy chưa được mấy năm, hỏi cũng như không thôi. Thôi được rồi, ta đi đây. A-di-đà Phật. Mua đi, mua ít củ cải nữa nha. Được. Nè. Bao nhiêu tiền một cân? Liên Hương. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không muốn bán nữa. Xin lỗi. Nè, anh làm sao vậy? Nè, anh làm sao vậy? Anh có chuyện vui. Chuyện vui gì? Anh làm gì vậy? Mấy món rau củ này chúng ta không bán nữa. Buôn bán cũng không buôn bán nữa. Hôm nay không bán, ngày mai cũng không bán. Từ nay về sau không bán. Từ nay về sau chúng ta ăn cái gì?
Anh nói cho em biết, anh dẫn em đi tới chỗ này, em tới đó xem cho biết ngay. Đi đâu? Em đừng có hỏi nhiều nữa, đi đi. Nè. Đi đi, anh sẽ cho em xem thứ này nè. Lại đi xem. Lại đi. Em xem đi. Tiên Quý à, chuyện này là sao đây? Liên Hương, em có thấy bầy heo này không? Bầy heo này hoàn toàn là của chúng ta. Heo của chúng ta? Đúng. Anh nói cho em biết, anh sang cái quầy bán rau rồi, và lấy hết số tiền đó mua những con heo này. Anh định đổi sang nghề nuôi heo này hả? Anh chẳng những muốn nuôi heo, anh còn làm đồ tể giết heo và bán thịt heo nữa. Sống chứ, giết heo, bán thịt. Tiên Quý à, anh cái gì chứ? Từ nay về sau em phải theo anh tới lò mổ. Lò mổ? Em đến đó làm gì hả? Làm gì? Em tới đó giúp anh một tay giữ chặt chân heo. Nếu không thì làm sao anh giết heo được? Em không đi. Em vào đây. Nè. Vào đây. Đừng nè. Có sợ. Anh. Đừng sợ. Chúng ta làm việc thôi. Ông Lưu đã thịt xong hết rồi sao? Thôi. Anh nhìn đây quá. Tốt lắm. Tốt lắm. Để kịp cho ta chờ chứ sao. Đến viên ta rồi. Lại đây. Lại đây. Liên Hương, đây chính là lò mổ heo đây, cũng chính là nơi giết heo lấy thịt đây. Cuộc sống mới của chúng mình bắt đầu rồi. Em không làm. Em không làm. Em không làm đâu. Qua đi, qua đi. Cái gì vậy? Qua đây, nhanh lên. Em không giúp anh thì ai giúp anh đi? Tiên Quý, em thật không làm được mấy chuyện này đâu. Em không làm được thật mà. Anh nói cho em nghe, không có sao đâu. Từ từ rồi em sẽ quen thôi. Qua đây, qua đây. Tiên Quý, em van xin anh. Em van xin anh, em cầu xin đâu. Anh mà. Có chỉ là giết heo thôi mà. Từ từ anh. Em sẽ quen thôi. Chắc em không làm được quen đâu thôi. Không. Không có gì đâu. Không, em không làm được. Lại đi, em không làm được đó. Lại đi, giữ chặt đi. Tiên Quý, giữ chặt. Em van xin anh mà, em không làm được đâu. Anh nói cho em biết, người giết heo không có tội, người cầm chân heo mới có tội. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cô Thái, cô Thái, qua đây. Lại đây chào sư phụ đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thí chủ, những chuyện liên quan tới cô tôi cũng hiểu một phần nào. Nếu như trong lòng cô đã phát nguyện và hạ quyết tâm muốn đoạn dứt sinh tử ngay trong đời này,
nguyện gặp Đức Phật A-di-đà. Những điều hiện tại cô gặp phải chính là để thử thách lòng tin và ý chí quyết tâm của cô. Chồng cô làm những chuyện khó dễ với cô, những chướng ngại cô gặp là một loại nghịch duyên giúp ý chí tu tập của cô tăng trưởng căn lành. Chỉ cần cô không nản lòng, Đức Phật sẽ biết và sẽ thấy. Công đức niệm Phật đó sẽ không uổng phí đâu. Nhưng mà anh ta càng ngày càng ưa gây chuyện, ngày nào cũng bắt ép con làm việc ác, tạo nghiệp sát sanh. Lại còn nói người giết heo không có tội, người giữ chân heo mới có tội. Đây cũng chính là một cơ duyên lớn đối với con. Súc sanh và người đều có Phật tánh như nhau, đều có thể giảng sanh và thành Phật. Đức Phật A-di-đà phát 48 lời nguyện lớn. Nguyện thứ nhất nói rằng, nếu tôi thành Phật mà trong quốc độ tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tôi thề không thành Phật. Lòng từ bi và lời nguyện của Phật A-di-đà là cứu tất cả chúng sinh lìa khỏi ba đường ác. Vậy là con phải tiếp tục làm chuyện ác, gây nghiệp sát nữa sao? Súc sanh và loài người tuy hình tướng có khác nhau, nhưng thực tế có tri giác giống nhau. Vì những con heo tội nghiệp đó giúp đó quy y Tam Bảo, niệm Phật sám hối thay chúng nó và niệm tụng chú giảng sanh cho chúng nó. Nguyện Đức A-di-đà từ bi tiếp dẫn chúng nó giảng sanh Tây Phương. Con phải nhớ, lòng chí thành của con nhất định sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn được. Cô Thái à, sư phụ nói thật chí lý đó. Từ nay về sau, cô nhất định phải nghe lời chỉ dạy của sư phụ mà làm đi nha, và nỗ lực tu hành. Cảm ơn sư phụ. Đi thôi, đi thôi, được rồi. Liên Hương, lại đi cầm chát đi. Cầm chát. Cầm chát. Cầm chát đó. Huống thật lão thái đó quá đáng thật. Tụi mình không tin Phật Pháp thì thôi, còn dùng những cái tiền như thế để cản trở vợ tu học Phật Pháp, đúng là tội ác chất chồng. Đúng đó, 48 lời nguyện của Phật A-di-đà, trong đó nguyện thứ 18 nói rằng, nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương tính tâm chí thành hoan hỷ, muốn sinh về nước tôi chỉ cần mười niệm. Nếu chẳng giảng sanh, tôi thề không thành chánh giác. Người làm việc cực ác cũng có thể nhờ thập niệm mà giảng sanh. Bạch sư phụ, có chuyện đến đó rồi sau đó thì sao? Xin sư phụ tiếp tục kể tiếp cho con nghe. Được, cảm ơn sư phụ. Sau khi bà Thái theo chồng sinh sống nghề khác, ông Thái không còn nghe tiếng niệm Phật của vợ mình nữa. Từ đó trở đi, chỉ nghe thấy tiếng heo kêu la gào thét đã lấn áp tiếng niệm Phật của vợ mình. Thái Thiền Quý đắc ý với chiêu làm linh nghiệm này, mỗi lần giết heo đều bảo vợ đến giữ chân heo. Sự việc xảy ra như thế đến 3 năm sau. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Liên Hương, qua đây làm việc thôi. Dạ. Đến đây, nhớ giữ chặt dùng đó. Liên Hương, anh đi ra ngoài tìm lão Chim có chút việc. Tối nay có thể về tối một chút. Tiên Quý à, cái này anh cầm lấy đi, tối anh về sớm một chút nha. Không cần chờ cửa anh. Oh.
nay báo cho cô biết. 3 ngày sau, chúng tôi theo Phật A-di-đà cùng đến đây để đưa cô về nhà. Các cô là ai vậy? Tôi đã biết từ lâu sẽ có ngày các người sẽ đến đòi mạng tôi mà. Tôi sớm biết có ngày này mà. Tôi cầu xin các cô, tuy giết các cô nhưng không phải là ý muốn của tôi đâu. Nhưng sự thật, các cô đã chết dưới tay tôi. Nhân quả báo ứng này tôi đã biết từ lâu rồi. Không cần đợi 3 ngày nữa, ngay bây giờ các cô có thể lấy mạng của tôi được rồi. Người thiện tâm, cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi đều nhờ cô mới được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì chúng tôi làm sao phải lấy mạng cô chứ? Bởi vì công đức niệm Phật của cô đã viên mãn, nên Đức Phật A-di-đà muốn đón cô về Tây Phương tịnh độ. Nhưng mà nhiều năm qua, mỗi ngày tôi đều sát sanh, số heo chết dưới tay tôi chẳng biết bao nhiêu mà kể. Nghiệp của tôi đã quá sâu nặng, làm gì mà có công đức được chứ? Người thiện tâm, cô còn nhớ không, mỗi lần cô giết heo, cô đã làm những gì cho chúng tôi? Heo ơi, ta thật không thể cứu ngươi. Trước khi ngươi chết, ta chỉ còn cách giúp ngươi niệm Phật, giúp ngươi cầu Phật A-di-đà sớm tiếp dẫn ngươi về tịnh độ. Em nè, heo cũng sắp chết rồi, em còn làm giảm gì với bọn đó nữa. Qua đây, nhanh chóng đưa nó qua đây, giữ chặt giùm cho anh. Anh ra tay đi, nhớ giữ chặt đó. Giữ chặt chút đi. Để mạnh tay hơn, để chặt hơn. Cô mãi tiếp tục niệm Phật trong lòng, niệm đến lúc chúng tôi tắt thở mới thôi. Bởi vì có sự trợ niệm của cô, chúng tôi được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn, đồng sanh về Tây Phương tịnh độ. Hôm nay công phu tu hành của cô đã thành tựu. Trên đài sen Cực Lạc đã có sẵn tên cô rồi. Cô mau mau chuẩn bị đi. 3 ngày sau, chúng tôi sẽ theo Đức Phật A-di-đà và các vị Bồ Tát đến tiếp đón cô về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi à? Này anh dậy đi. Thiên Quý à, quần áo này của anh em đã xếp lại cho anh rồi. Ở trên là áo mặc mùa xuân, ở dưới là áo mặc mùa đông. Khi anh mặc đừng có lấy lộn nha. Những quần áo này mình không mặc nữa, hãy đem tặng cho cô Lý nhà đối diện thôi. Trời ơi Liên Hương, nước rửa mà sao lạnh như vậy? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đâu phải là em không biết anh không thích rửa mặt bằng nước lạnh đó sao? Cái bà vợ này chẳng biết ra làm sao. Được rồi, em biết là em không đúng. Nghe. Liên Hương, em không sao chứ? Thời gian không còn sớm nữa, ăn cơm nhanh lên đi. Ăn xong chúng ta còn phải tới lò mổ để làm việc nữa. Liên Hương, em làm sao vậy? Thời gian đâu còn sớm nữa, phải ăn cơm liền thôi. Ăn cơm rồi mình còn phải tới lò mổ làm việc.
Em không đi nữa đâu. Cái gì? Em không đi, vậy ai sẽ giúp anh? Hôm nay em không đi, từ nay về sau và mãi mãi cũng không đi nữa. Quan cơm đi. Quan cơm đi, mau lên. Cái cô này, cô làm cái gì vậy? Thiên Quý à, từ nay về sau anh đừng có sát sanh nữa. Tại vì em sắp trở về nhà rồi. Về nhà? Trở về nhà đâu? Cha mẹ của em đã chết hết rồi, huống hồ em đâu còn người thân nào đâu. Vậy từ nhà chúng ta ra, em còn nhà nào khác nữa? Em nói thật cho anh biết, nhà em trở về chẳng phải là nhà như anh nói đâu, mà là trở về Tây Phương Cực Lạc. Cái gì? Em muốn chết à? Cái anh này tâm địa thật là tệ quá. Em xưa nay muốn làm con người ăn chay niệm Phật, nhưng mà anh lại không cho em ăn chay. Không ăn chay thì cho em niệm Phật cũng được. Anh lại bắt ép em giúp anh giết heo. Mỗi lần làm như vậy anh lại nói, người giết heo không có tội, người giữ chân heo mới có tội. Đúng là trong lòng anh đã cố ý không cho em niệm Phật. Em thấy anh thật là xấu xa. Chẳng biết sau này anh còn làm những việc gì xấu ác nữa không. Vì vậy em chẳng dám niệm Phật ra tiếng trước mặt anh. Mấy năm nay em âm thầm niệm Phật ở trong lòng. Mỗi lần em cầm giữ chân heo, trong lòng đều niệm Phật cầu nguyện, đến lúc heo ngưng thở chết mới thôi. Nhưng mà em không bao giờ nghĩ việc mình làm. Mấy năm trôi qua, những con heo do em tự tay nắm giữ đều giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì để cảm ơn em đã niệm Phật cho chúng, ba hôm nữa họ sẽ theo Đức Phật A Di Đà đến đây để tiếp dẫn em trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trời ơi, em nghe xem, đây là chuyện ngàn lẻ một đêm gì vậy? Ngay loại xuất sanh mà cũng giảng sanh được sao? Mẹ của ta ơi, không phải như thế chứ. Anh thấy thần kinh của em không bình thường rồi. Em có nóng đầu không? Sốt hơn cả đầu óc rồi hay sao? Nè nè, em nói tiếp đi. Những lời em nói đều là sự thật. Không phải chứ. Em nói người khác thì anh không biết, nhưng nói đến em thì anh chẳng hiểu sao. Bình thường thì anh giết heo, thì em giữ chân heo. Người ác như em vậy mà cũng đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc à? Chỉ có ma mới tin thôi. Thiên Quý à, anh tin cũng được, không tin cũng được. Ba hôm nữa là em đi rồi. Anh tự mình bảo trọng nha. Các anh nói cho tôi nghe thử xem, nếu vợ tôi không phải bị điên nói lung tung, sao lại nói mình phải đi về cõi Tây Phương Cực Lạc gì gì đó? Lại còn nói heo heo cũng được đi. Lại nói hai hôm nữa họ cùng Phật tới trước cô ta đi. Những người như vậy khi nói mình đi đến đó cũng chính là sắp muốn chết rồi. Các anh nói đi, trên thế giới này có người nào biết mình sắp chết rồi chứ? Đúng là vậy, có ai muốn chết chứ? Ai cũng muốn sống làm người cả. Có ai vui mừng để nhận lấy cái chết chứ? Chết đi thì càng tốt, có thể tìm được vợ mới, đúng không? Đi đi đi, cũng xéo đi. Anh Thái, theo tôi thấy chắc giờ anh bị ba làm cho điên rồi. Nếu không thì có thể do 3 năm không được niệm Phật nên mới bị ấm ức đó. Nói cô ta gặp ma thì không phải. Nói đến chuyện niệm Phật, tôi không cho cô ta niệm Phật thì cô ta niệm trong lòng. Lại còn nữa, lúc giết heo cô ấy cũng niệm. Nói như thế sự việc này là thật hay là giả, 3 ngày sau thì sẽ biết thôi. Đến lúc đó sống hay chết thì rõ ràng thôi. Đúng, đến lúc đó chúng ta cùng đến nhà anh Thái xem rốt cuộc thế nào sẽ rõ thôi. Đúng, đến lúc đó chúng ta cùng đến nhà anh Thái xem rốt cuộc thế nào sẽ rõ thôi. Đúng đó, đến nhà anh ta. Đến lúc đó xem vợ anh Thái lên Tây Thiên bằng cách nào. Đúng vậy. Liên Hương, em làm cái gì vậy? Mới sáng sớm vừa mới thức dậy là bắt chước người ta chải đầu, trang điểm, đánh phấn, lại học người ta sức nước hoa nữa, làm cho anh chẳng thể ngủ được. Em thật là
Được rồi, được rồi, bây giờ không còn sớm đâu, anh dậy đi. Lý Ngư, Lý Ngư, kỳ lạ thật. Hôm nay trong nhà mình có mùi hương thơm gì lạ quá. Cũng chẳng phải mùi thơm của nước hoa, cũng không phải mùi son phấn. Đúng rồi, hôm nay là ngày thứ ba. Giờ mình nói hôm nay đi, chẳng lẽ là sự thật sao? Lâu nay tôi chưa nghĩ lời nói của cô ấy là thật. Hôm nay cứ thử tin cô ta một lần xem. Để tôi xem thử cô ta trở về quê nhà thế giới Tây Phương Cực Lạc là cách nào. Sao rồi? Vậy anh thế nào? Thế nào, vợ của anh thế nào rồi? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chưa biết sao như thế nào rồi? Đến trời chưa, sao không bắt đầu tỉnh gì hết vậy? Xem kìa, xem kìa, ở bên kia kìa, ở bên kia kìa, có ra chưa? Không biết, không biết, chỉ còn ở bên kia không có đồng tình gì cả. Ra rồi, ra rồi, cô ta ra rồi. Nhìn kìa, nhìn kìa, ra rồi, ra rồi. Nhìn kìa, đúng là cô ta làm gì vậy? Ra rồi. Cô ta làm cái gì vậy? Cô ta bị thần kinh à? Có sao đâu, còn ở thế giới nữa. Có kìa, cô ta đang làm cái gì vậy? Không biết nữa. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Người kia, tới đây, tới đây. À, xin lỗi, cho qua một chút, cho cô qua một bà tới rồi à? Cô Thái đâu? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xem cô ta kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Chào cô Thái. Chào phu nhân. Tôi qua đây thăm cô. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xem kìa, xem kìa. Sao lại như thế? Cô ta đi thật rồi. Có kìa. Đi thôi, chạy mau lên, chạy mau lên. Chạy mau đi. Chị Thái, chị Thái, cô không Bồ Tát. Trước đi, tôi thật là không đúng. Suối chồng cô phá hoại việc tu Phật của cô. Cô là người đại nhân đại đức, rộng lòng, đừng trách tôi nha. Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ nghe lời của cô. Từ nay về sau không đánh bắt cá nữa. Đi thôi, chạy mau lên, chạy mau lên. Ha 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 ha
Lão Thái, đối với việc xảy ra trước mắt, sự việc đến lột cột như thế, làm cho ông ta chẳng biết phải làm sao. Trong chớp mắt, sự vĩ đại và tồn tại chân thật của Phật A Di Đà đã như một tia sáng chói soi vào nội tâm anh ta, giúp cho anh ta thấy rõ tội ác mà mình đã gây tạo, tàn sát sinh linh, phá hoại người tu hành, hủy bán Phật pháp, thánh hiền, không tin Tam Bảo,